Lý Tử Long không? Sư tỷ của Lý Tử Long. Lý Tử Hoại nè. Mày có đưa tiền không? Nè, nói cho mấy người biết nha. Bình thường á, hỏi hiền như con mèo á. Mà đụng như hỏi đi. Hỏi thằng sư tư cái mà coi. Mấy ngàn đô, rồi lấy cái mạng của mày. Chuẩn bị đê là không có vỏ cưng.